các bạn. Hôm nay kênh của mình đã đạt mốc được 1 triệu subscribe, 1 triệu người đăng ký. Rất cảm ơn tất cả các bạn trong 1 năm qua đã ủng hộ mình để giúp mình đạt được 1 triệu subscribe. Nên hôm nay mình có mua một con heo sóc nữa các bạn. Con heo sóc này là má mình đã mua tên Bình Phước. Giá là 1 triệu 3 nha. Dạo gần đây là có rất là nhiều bạn cứ nhắn tin yêu cầu mình là tặng nick Liên Quân. Mà thật sự là mình không có bán nick Liên Quân với bạn. Mình đâu phải là shop Liên Quân đâu mà tặng nick Liên Quân. Mà nhân video hôm nay là mình ăn mừng 1 triệu subscribe luôn. Nên mình sẽ bỏ 1 triệu đồng ra để mình mua kẹt Garena tặng mấy bạn thôi. Chứ thật sự là mình không thể nào cho ạc Liên Quân được. Mình đâu có bán ạc Liên Quân đâu cho. Nên hôm nay trong video của mình sẽ chàng 10 cái kẹt 100k Garena nha. Nói chung là mình sẽ chèn ở cái đoạn rất là nhỏ mấy bạn, không nên xả video nha. Nếu xả lại bạn sẽ bỏ qua cái đoạn đó. Nói chung là mình chèn rất là nhanh để không ảnh hưởng gì tới những bạn khác. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành ốp heo đây. Đây, cái con heo là nó được cạo hết lông rồi nên nó như vậy nè mấy bạn. Nó giống heo hường mà thực ra là nó là một con heo của heo sóc nha. Heo tên Bình Phước nha. Đây, gia vị để ốp là mình gồm có là tỏi băm nè, hành băm nè, ớt băm nè. Rồi đây là muối hộp. Cái mình sẽ nặn chanh vào nha để mình test lên con da con heo á. Rồi muối, đường, bột ngọt, dầu hào. Và đây là cái xốp ốp thịt nướng. Chỉ đơn giản như vậy mấy bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nặn chanh vô muối. Sau đó test lên trên con heo nha. Con heo này nặng là 22kg nha mấy bạn. Giá là 1 triệu 3. Test muối lên da. Rồi bây giờ mình sẽ trộn hành băm, tỏi băm với ớt băm. Rồi nước sốt, rồi muối, đường, bột ngọt hả? Muối với bột ngọt không có đường hả? Rồi cái này là cái gì ta? Dầu gì á? Dầu hào. Dầu hào. Xì dầu. Xì dầu, xì dầu. Trộn lên rồi ốp lên vô trong con heo. Không cần mặn lắm nữa. Vừa vừa thôi chứ mình ăn mình chấm được. Ý à, có 2 muỗng hả? Rồi đơn giản. Hôm nay trung thu nên trời mưa quá trời luôn. Nước trong nhà luôn. Mới 12 giờ trưa mà nó đổ mưa rồi. Đốt nguyên một đống than này, sau đó đặt con heo lên mình nướng nó nha mấy bạn. Không có nước quay mà là để lên nướng luôn. Lửa quá cháy không ngoại. Từ từ thôi. Đúng rồi. Bớt hết luôn cũng được. Còn nhiều mà. Nóng quá, nóng quá. Quạt nó hổi hơn nóng ghê luôn. Da mình nướng nó giòn quá cái nó rụng ra vậy luôn đó các bạn. Giờ gấp ra công lặt lại gớt. Hứng vô đại. Nóng quá. Trời. Cái này giống bánh tráng. Giống bánh tráng quá ha. Nước gì á? Nhà báo ăn bánh tay mình nước mỡ của nó. Em về nhà. Nghỉ ăn luôn.
Con ơi, cái đứa là vỗ anh. Bánh, anh bánh cái đó nè. Vỗ hai cây vỗ trước kìa. Hả? Nè, 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 ai cầm cái kia, ai cầm cái kia. Cầm hai cây dễ đi vô. Vỗ cầm luôn nha. Cầm hai, cầm hai. Rồi, xay, vỗ xay vô. Được rồi, được rồi. Rồi, để xuống đi. Về nhà. Mở không rồi, nước chảy kìa. Mở mà. Trời ơi. Cho con dép vô, con dép kia đâu. Giờ tháo kẽm ra, tháo kẽm ra. Rồi, Vũ biểu diễn nha. Đổ ai với cái đầu nó trước á. Ê, đừng đừng xịt 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 lên miếng á. Ừ, mình ăn cái phần thịt đó mình chưa lấy bỏ cái đầu nè, từ đây là được. Mình dẹp ra qua tròn qua bỏ cái đầu á, thấy không? Dạ, dạ. Lấy lộn dao rồi, lấy lộn dao rồi, lấy con dao kém màu vàng vàng á. Bén rồi, bén. Bén hả? Dạ, tại da nó dày quá. Giòn dữ, giòn. Chỗ đầu trảm nó luôn á. Không đứt tay. Ừ. Trời, đứt tay, từ từ thôi, đâu giỏi đâu. Học học nó vừa. Da nó dày lắm. Đó đó, đúng tiền, đúng rồi nè. Xéo qua đây mình lấy cái má mình ăn á. Bỏ cái đầu. Ôi. Không biết gì hợp. Ủa ai cắt chân cổ đó. Ôi đây, chân chân. Giữ 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 chân lại, kéo chân nó vô, kéo chân nó vô. Ai em ấy cái lỗ tai nó lên đi. Heo này di chuyển hoài. Anh nắm dễ nằm. Dừa, á kìa, thứa nó kìa, khớp nó kìa. Lặn luôn, lặn luôn. Lặn dò nó luôn. Chừng gất dao rồi nha. Nó mấy cái găng nó đó. Đó. Ôi trời. Trời. Tao biết chuyên nghiệp. Coi. Tao vô tí nè. Ô hạnh nó cứ ngắt. Cắt cái đuôi. Ôi trời. Đó. Sao mày ngớt. Cái đuôi hả? Bỏ hết đồ vô đây luôn cũng được nữa, mình ăn đại trong đây luôn. Ừ. Bỏ vô giữa, bỏ vô giữa. Đó. Đó, đó. Ai muốn ăn gì ăn à. Múc vô chua nữa đi. Nhiều đây tụi nó ăn nữa. Đó, bỏ hết đại lên luôn. Sau này màu đen. Cứ ăn ngay. Mình ăn theo phong cách Tây Bắc đi. Ăn bốc đi. Ăn theo Trung Quốc. Nay mưa nữa nè. Này như búp phơ vậy. Búp phơ, búp phơ. Đây nè, bu vô nè. Nước tương cay đem vào bánh chén nè. Ăn không? Đó. Nè, để bệnh chén nó tương đây nè. Đó. Đây đây đây. Đây, em đứng dưới. Rồi, bu vô ăn đi, bu ăn. Không quốc, đây. Cô cho con té tụi quý nha, quý vị. Nó nhỏ á. Nó có chút xíu bị ép chút té đắt mày. Trong đường gì không vô trong kìa, đường gì. Vô trong con hơn á. Ừ. Rồi, rồi để cái mày thịt vô luôn cũng được. Qua đây Vinh với anh Vũ nè. Ừ. Rồi xuống nhau ăn đi. Thằng chân cục ngán vậy. Không mở không. Anh xí cục thịt coi. À qua nè anh Lâm. Đây cục em thịt. Sắc không biết mà. Thôi không ai cục này nó dính mỡ. Anh kiếm cục mà nó vàng vàng á. Cục nào mà không mỡ. Đây đây đây. Sắc anh miếng này. Rồi. Ăn miếng nhỏ thôi. Tính gà sắc thôi mà hay nghe. Phải thêm rau muống nữa hả? Rau muống chua đó, chua ngọt đó. Cái này cho mấy ông nhậu luôn, ông phát thải luôn. Được không? Ông nhậu được hết. Được, được, được. Ngon, ngon, ngon. Quay từ mặt không rồi, quay quay cái mình mặt. Rồi ăn đi, ai ăn bu vô đi, giống như buffet vậy cứ tự nhiên. Cứ nào lựa được thịt thì ăn thịt, còn nào không lựa thịt thì ăn mỡ gán chịu à. Ơi, cục mỡ. Tường Duy ăn được không? Kiếm nó cục thịt tới vỗ. Kiếm nó cục thịt tới vỗ. Phải, của Thùng Huy không á. Ừ, để Tường Duy ăn cục thịt đó, ăn thịt nè Tường Duy. Thịt không á. Ăn ngon. Giống dễ này, bà đắt quá. Rồi, tới chiều quá. Có miếng da mà không đen ăn đúng ngon á. Kiếm em miếng thịt cho anh Lâm ơi. Thịt nằm phía bên đây nè. Thịt nằm phía bên đây nè. Ừ. Mở phía bên mình tí á, đúng rồi. Ăn miếng da đi. Anh Mau, lấy miếng thịt đi. Mình chén rồi. Mau. Ai biết miếng thịt? Lấy mẹ cục đó ra. Bỏ nó. Cái chua. Cục này ngon nè Toàn, cục này nè. Cục da ngoài mà ngon lắm. Dạ. Nè, cục này có cục ra. Đây, 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 đây. Tại tao mất rượu á. Mày không bấm tiền vô. Nè, hộp này đại. Ừ,
Rồi sau khi khoảng 15-20 phút gì đó là thì nó còn toàn là mỡ không mấy bạn ơi. Hiện tượng tan hoang hả? Hiện tượng là buffet này là buffet ăn mỡ ăn hả hơi nè. Mua nhầm con heo là mỡ không mấy bạn? Cũng nạt mà điều mình. Này cái cốt lết này không ăn gì? Thịt nè. Rồi miếng màu đen đó là miếng thịt Tú bị xé miếng gàng đúng chắc luôn á Tú. Ừ, mày biết nó mày gặm miếng đó. Không gặm miếng nó thử biết, đúng ngon luôn. Không biết gì hết. Vũ lấy tỷ rồi Vũ. Tỷ mày. Chín không nội? Chín rồi. Rồi bây giờ là tại cuộc là giờ chứ còn mở không? Một cái đầu. Cái đầu. Đầu cho bà ngoại. Cái đầu cho bà ngoại. Lấy cho bà ngoại luôn, bỏ bịch luôn ấy. Lấy cái bịch này là nó bỏ cho ngoại. Ngán quá rồi. Ngán quá. Heo, thích kia, ngon. Tao giờ phát biểu cảm nghĩ nha, tí sau tí ăn nghe sao. Em rất là ngon. Em rất là sợ mỡ. Sợ mỡ. Tân sao? Bình thường. Không có, ý là niêm gia vị sao, chứ mỡ thì dĩ nhiên là phải ngán rồi đúng không? Nếu mà vậy thì ngon mà, mỡ không có. Ừ đúng rồi, mỡ không à. Lấy cái bịch em gì? Còn Tú sao Tú? Mỡ không hả Tú? Mỡ không chứ. Còn vậy sao vậy? Mỡ không luôn hả vậy? Đúng rồi, quay tóc thật chứ. Đâu tóc thịt đâu hả tóc thịt. Mỡ quá mơ hình kìa. Thì ở đây dĩ nhiên là mỡ không nè, chỉ còn có mấy cái miếng đen đen như này là ăn được nè, đợi nó sườn nó dính miếng thịt vô ăn mới được. Thịt đã lụm hết luôn rồi, giờ chỉ còn mỡ thôi. À vậy mình kết thúc video tại đây. Video hôm nay là mình ăn mừng 1 triệu subscribe. Ăn mừng con heo, ai ngờ mua nhầm con heo toàn là mỡ thôi mấy bạn. Tụi nó lựa đang hết thịt rồi, bây giờ chỉ còn mỡ không. À mấy bạn xem hết video, nếu hay thì like và chia sẻ video giúp mình. Đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Có hay nghĩ không? Nghĩ nút mà hả?